phát triển công nghiệp hóa và đô thị hóa đang diễn ra nhanh và mạnh tại các vùng miền trong cả nước, và trong đó có đồng bằng sông Cửu Long. Các hoạt động trong lĩnh vực chế biến nuôi trồng thủy sản với hệ thống xử lý nước thải tập trung chiếm tỷ lệ thấp hoặc là không đạt tiêu chuẩn vẫn xả ra môi trường mỗi ngày đã khiến cho tài nguyên nước toàn vùng ngày càng bị ô nhiễm trầm trọng. Gia đình ông Võ Văn Bân ở ấp Vồ Rơi, xã Trần Hợi, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau luôn trong cảnh thiếu nước sinh hoạt. Mặc dù ông đã chủ động đào ao trữ nước mưa nhưng vẫn không sử dụng được do nhiễm mặn. Vì vậy, ông lại tiếp tục đào giếng nước ngầm với hy vọng tìm được nguồn nước ngọt nhưng vẫn không mang lại hiệu quả. Bởi vì cái nước có thang lên những cái vùng này thì có những cây xài được, còn những cây xài không được. Chẳng hạn như của tôi ở đây thì bây giờ nếu muốn xài cái nước này thì chỉ có cái là bơm lên rồi tắm rửa thôi, chứ nấu ăn thật sự đi mua người ta không. Không có dám nấu ăn được. Vì nấu lên nó có một cái mùi với cái màu nó ngộ lắm, nó không phải như cái nước của người ta. Trung bình mỗi năm có hơn 200 tấn thuốc trừ sâu và thuốc diệt cỏ được sử dụng dư thừa trong sản xuất lúa. Bên cạnh đó là nguồn nước xả thải từ các khu công nghiệp, nhà máy chưa qua xử lý triệt để. Đây là tác nhân chính đang làm ô nhiễm nguồn nước, gây thiệt hại không nhỏ cho bà con nuôi trồng thủy sản. Từ năm 2017 đến nay, cái nguồn nước ô nhiễm là nó vô là sông Kinh Mùng Bồn, Kinh Mương Đường, rồi thuộc cái kinh ông Hai Nhường, thuộc xã Tân Trung, nó ô nhiễm rất nhiều, mà cá đó thì nó chết là nổ đầu người dân, người ta không biết, người ta lấy nước vô thì tôm ở trong ao đầm nó chết rất nhiều. Từ cái việc mà chưa xây dựng được cái hệ thống xử lý nước thải thì chúng ta cũng phải để cho doanh nghiệp là họ là thực hiện cái yêu cầu bảo vệ môi trường bằng cách là xây dựng hệ thống xử lý nước thải. Tuy nhiên là việc xây dựng hệ thống xử lý nước thải này mang cái tính vận hành chủ quan của doanh nghiệp rất nhiều. Việc này cũng gây khó khăn cho cơ quan quản lý nước khi mà kiểm soát ô nhiễm của các doanh nghiệp trong cái khu công nghiệp này. Họ có thể là tự giác chấp hành tốt, nhưng mà đồng thời họ cũng có thể là cố ý xả thải ở những thời điểm mà chúng ta khó phát hiện. Bảo đảm môi trường nguồn nước là chiến dịch toàn diện, phát huy được sức mạnh của người dân và cả hệ thống chính trị, thì chiến lược phát triển kinh tế của vùng đồng bằng sông Cửu Long mới đạt được tính bền vững trong tương lai.